mang đến giải pháp toàn diện từ tư vấn, thiết kế, sản xuất, thi công, lắp đặt theo yêu cầu cho khách hàng cá nhân, cung cấp sản phẩm, phục vụ dự án, gia công sản phẩm cho đối tác nước ngoài. Nhà máy đang ứng dụng công nghệ thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu Việt Nam. Toàn bộ dây chuyền sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Italia, Nhật Bản, được các chuyên gia lắp đặt, vận hành theo đúng tiêu chuẩn châu Âu. Như máy cắt tấm tự động Sigma Impact, máy dán cạnh keo Pura, máy dán cạnh không đường lai, máy CNC TechZ2, máy trả nhám System, máy đánh bóng ML. Nhà máy cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tại thị trường Việt Nam đầu tư hệ thống phỏng sơn High Gloss vào quá trình sản xuất. Toàn bộ quy trình sản xuất luôn được giám sát chặt chẽ, vận hành theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Kho nguyên liệu có sức chứa hàng trăm container, bao gồm đầy đủ các chủng loại như plywood, MDF, MFC chống ẩm, bề mặt phủ melamine, laminate, acrylic, veneer. Phụ kiện liên kết và thiết bị chức năng trong sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, nguyên liệu gỗ đạt chuẩn châu Âu sẽ được chuyển tới máy cắt Sigma Impact để tạo ra những tấm gỗ có quy cách và kích thước chuẩn yêu cầu. Gỗ nguyên liệu sau khi cắt sẽ được chuyển tới máy dán cạnh Olympic có sử dụng đầu keo Pura hoặc máy dán cạnh không đường lai giúp sản phẩm không chỉ bền, hạn chế tối đa tình trạng bong chóc mà còn tăng tính thẩm mỹ. Các tấm gỗ đã dán cạnh sẽ được chuyển sang máy khoan CNC TechZ2 để khoan lỗ, đánh rãnh và soi CNC. Sau đó, sản phẩm sẽ được lắp ráp thành phẩm và chuyển đi sơn màu hoặc sơn bóng theo yêu cầu. Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển tới kho thành phẩm với hệ thống vận hành chuyên nghiệp, khoa học, đảm bảo đúng quy chuẩn quốc tế.